đến Tràng An, Ninh Bình này thì các bạn biết cái vùng đất này thì giống như là một vịnh Hạ Long trên cạn nha các bạn. Ở đây quang cảnh thì nó rất đẹp, nó có rất nhiều động. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ viếng thăm hai hang động lớn ở Ninh Bình nha. Bây giờ mời các bạn cùng mình tham quan hang động thứ nhất nha. Mời các bạn tham quan hang động thứ nhất nha. Hang này có tên gọi là hang Thánh Trược. Hang này dài 320m nha các bạn. Mời các bạn theo mình. Rồi báo cáo với các bạn một mình thấy trà hang à quá nhỉ. Rồi như chị chồng chết luôn rồi. Rồi hang Thánh Trược. Ồ có gió nè. Thánh Trược thầy nói kìa. Hang này là hang Thánh Trược. Tức là mấy ông thánh ông xuống đây chơi rồi mà ông mãi mê cái cảnh đẹp rồi ông trượt. Ông té, trường té. Này người ta đụng đầu với lát bóng rồi, lát luôn rồi, mấy cái này hết rồi. Đó, trước mặt là thạch nhũ. Thạch nhũ có thôi. Ở trên đụng cái thạch nhũ nha. Đây cái thạch nhũ ở trên đụng. Đụng đầu nha. Cái hang này mát chứ sợ luôn. Ồ hang này mát quá, gió đâu có thổi dữ sao. Mát mát nước nó chịu. Không, gió nó thổi hù. Gió nó hù hù à. Có nước chảy nữa nè. Hả? Động Phong Nha đẹp hơn nhiều. Động Phong Nha nó có đèn rồi, lấp lánh long lanh rồi, ánh chiếu rồi. Cái Động Phong Nha. Cái nón ra coi. Dướng cái đầu trước rồi. Sụp xuống đây ngồi đi không chịu. Rồi được rồi, đâu có mình cứ ngồi bình thường vậy. Không thấy được. Xanh được rồi. Ở đây cái này có nèo được bây giờ. Nãy giờ đưa cái nèo là lỗ đầu nãy giờ. Ngày ta đừng xuống. Xưa không có đèn, mấy ống mò, cái đậu mặn gì ta? Mình pin hả? Xưa thật nữ. Thật thật. Gió đâu mà thổi ra đây hù hù hả? Gió đâu mà lọn trong. Đó, gió đâu. Không lẽ nó lọn trong đó mà đi ra tới đằng kia. Gió vô. Gió vô đường nào mát ghê luôn. Đá này. Nước này nó lạnh, nước nhiễu xuống đó. Ở nước ở trên mà trên mà nó lỏ xuống. Cái cục đá này sao láng như vậy ta? Người ta đụng đầu yết láng. Giống cậu ông ha, giống tàng ông ha. Bây giờ chúng ta cùng khám phá hang động thứ hai. Hang này có tên là hang Vạn. Hang này sâu 250m nha các bạn. Mời các bạn theo mình. Chuẩn bị vào hang tiếp nha quý vị. Rồi để cây nó bám sống hay ta. Te rồi kìa đó mọc á. Rồi hai mà trồng ở trên. Ôi, ai tới được đâu. Núi đá đá dựng dựng dựng. Có yến rồi là được ha. Không có yến ở đây đó, không có yến. Thì chim rừng cũng gắn khích rồi. Có yến rồi mấy cái đá là đẹp. Hang Vạn. Hồi nãy là hang gì, bây giờ là hang Vạn. Bám lại nó sống.
thôi không hút nước nữa không? Nó dây điện gì như cát rồi, rồi dắt đi rồi. Bó lại. Bó lại cái thứ. Anh quay phim. Có dây điện gì vậy? Cái này quá. Tự có nhiều khi nó có dướng cái gì ta mới đục. Tại ta có dướng. Không, nhiều khi có dướng gì ta sẽ đục. Đó. Em xuống đây ngồi để cho anh ngồi. Tự nhiên ngồi dưới chát trong rồi. Ngồi dưới cái gì nữa? Giấy luôn, thấy nó phải biết. Ai rồi hả? Chết luôn. Qua. Này giống như ông đi động Phong Nha nó cũng giống vậy nè ông Tèo. Nhưng mà động Phong Nha nó lớn lắm. Ông Tèo nó có thạch nhũ nhiều đó. Phong Nha thì của Quảng Bình ngày hôm qua đó. Đây, ông đoàn của mình đi. Con gấu của tôi. Trời ơi, sao tối thui vậy? Tắt đèn đó, em thấy. Rồi, quay lại đi. Ủa, sao tối thui vậy? Ủa, như đây nước nó có chảy không? Có nè, nước chảy ra hả? Ừ. Nước chảy không á? Thế là nước ở dưới sông, dưới chân nó có chảy đi không? Đem mắt kiến làm thế không có chèo gì lắc gì mà sao nó cũng đi như mạnh dữ vậy? Động Phong Nha cũng được. Cái thuyền có cái chị Cúc ngồi cái ông đó ông chèo đi hơi chậm. Nãy giờ ông chèo cắt ngang ngoài à? Ông nặng quá nặng mũi rồi. Nhưng mà nó cầm cái mũi khó chèo. Rồi quầy 500 ngàn. Chưa đủ, chưa đủ. Không có quầy 500 ngàn tiền xe. Còn chưa đủ 250 ngàn. Đã rửa chưa đủ à? Rồi lát lên điện tử không biết nhiêu. Động này dài 250 mét. Động hồi nãy là có 60 mét thôi. Đây, chỉnh điện ra. Không nhận nó tìm tòi được thấy. Cái này chắc cũng phải đục gọt bớt chứ nhiều khi nó có dướng. Có dướng chứ, có dướng. Nè, nó có cái dây cái gì đó. Ủa sao nó có cái dướng vậy? Trời ơi, đẹp quá. Đây, chuẩn bị ra ngoài. Trời nóng như thế này mà bắt mặc cái áo này nó nóng thì không nổi luôn. Đi cái này đi tháng lạnh mới ngon. Đúng rồi, cái này đi phải tháng mà cái tháng tốt dữ ta. Mày kéo mặc cái trọng gì? Trọng.